Nhỏ ăn không biết mời người lớn ta ăn trước, lễ phép người lớn ăn mới được ăn, không dễ bay riết bị hư hết trơn rồi. Ăn đi. Mày hả mày? Mới nghe ông nội nói không? Người lớn trong nhà mày nè. Đó, dạ, mời ba. Đó, vừa lắm. Mời ba, mời cái đó hả? Con mời xã giao mà ba. Trời đất ơi, mời xã giao, mời thiết tình xã giao cái gì? À, coi tivi anh thấy kê cho vui. Ê, nhỏ. Bà. Ăn không biết mời người lớn ta ăn trước, lễ phép người lớn ăn mới được ăn, không dễ bay riết bị hư hết trơn rồi. Ăn đi. Mày hả mày? Mới nghe ông nội nói không? Người lớn trong nhà mày nè. Đó, dạ, mời ba. Đó, vừa lắm. Mời ba, mời cái đó hả? Con mời xã giao mà ba. Trời đất ơi, mời xã giao, mời thiệt tình xã giao cái gì? Trời ơi, có ăn không mà sao cũng la. Thôi rồi, ăn đi con. Ủa, rồi mai đi đi chơi là bao nhiêu người đi? Thì ngày mai gia đình mình nè, rồi hai y tá, Du My, Long mà đi không được thôi. Thằng Long đi không được hả? Nó cũng bận công việc gì đó. Chứ là ngày mai mẹ là mẹ tới sau đúng không mẹ? Ừ. Ủa mẹ kẹt gì mà tới sau? Thì mẹ tới nhà chú Út có công chuyện rồi mẹ tới trễ. Trời đất ơi, sao ồn ào quá. Đi ra đi. Đang coi tin tức ồn ào. Ông mắc cười quá à. Nói chuyện thì phải ồn ào chứ. Ông muốn im lặng thì ông vô trong phòng đi rồi tự mình coi. Dẹp. Nói cho biết kể từ giờ phút này ai lên tiếng rồi khi tôi đang coi tivi tin tức đúng sự. Kỳ cục càng già khó ưa. Để ông mình ổng đi. Tôi là Hồng Phúc, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Mời ông nội. Tôi vắng lặng. Sao nhà nó buồn dữ vậy? Sao rồi con? Dạ khỏe mẹ. Khỏe gì nằm hoài mà khỏe. Ở nhà mình được không? Dạ được mẹ. Không mấy giờ xuống dưới nhà dưới nằm đi, thoáng mát hơn đây con. Dạ không sao đâu, con nằm đây cũng được mà. Nè, bây giờ mẹ phải đi rồi. Dạ. Uống thuốc nghe không? Dạ con không sao đâu, mẹ cứ đi đi. Lo được phải không? Dạ được. Vậy mẹ đi nha. Dạ. Alo. Nè, hôm nay á anh ẩm cu bo qua cho em nha. Cu bo không sao đâu, cu bo đi với đi chơi với ông bà nội rồi. Vậy hả? Ủa mà anh bị sao hả? Sao giọng thiều thào vậy? Ừ, bệnh. Vậy cả nhà đi hết vậy á, rồi anh ăn uống sao? Làm gì lo cho tôi lắm á. Nếu quan tâm như vậy qua nấu cháo tôi đi. Sao? Mắc cười quá à. Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải qua đó nấu cháo cho anh? Bộ anh nghĩ tôi là ô xin của anh chắc. Nè, đừng có mơ nha. Ủa, thầy Phúc đỡ bệnh chưa bà? Chưa. Nằm đóng ở nhà. Còn kêu tôi qua bên đó nấu cháo cho ông ăn nữa chứ. Không nghĩ ông là ai vậy? Vậy hả? Lúc ở trường tôi thấy thầy Phúc bệnh nặng lắm á. Bộ bệnh nặng là tôi phải qua đó nấu cháo hả? Thì dù sao cũng là chồng của bà mà Kim Chi. Tôi nhắc lại một lần nữa nha. Chồng cũ, ok? À, chồng cũ. Mẹ ơi, con đi nha. Ờ. Trời đất ơi, tiếc quá, kỳ này đi chơi vui mà con không đi được.
Con có cuộc hẹn đột xuất nè, con cũng buồn ghê luôn á. À. Cô Ba ơi, con đi chơi vui nha con. Con đi nha mẹ. Nhớ đóng cửa không con nha. Rồi 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 rồi. Alo. À. Ừ, cái áo thun xám tôi biết rồi, tôi bỏ vỏ nè. Rồi hả? Rồi rồi đừng hối đi ra đi. Ô ô ô rồi 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 đi liền. Lúc ở trường tôi thấy thầy Phúc bệnh nặng lắm á. Ly dị rồi mà. Sao mình vẫn có không yên nữa. Sáu. Bánh bốn lên bốn rồi nha. Rồi bốn. Ôi. Trời ơi. Cái gì? Ờ, có gì trời. Ờ, rồi, đứng luôn. Trời đất ơi, mưa. Đứng luôn, đi cưng. Nữa cái ngày ta đi chơi mà mưa tầm. Lạnh thế bà luôn. Chú. Hả? Đó hồi sáng chú nói chỗ mình đi nóng nực lắm mà. Coi dự báo thừa tiếng bị lộn. Trời ơi, đưa ba coi lộn hàng gì lạnh quéo cò luôn à. Nói mày vỗ tay hả mày? Có, tại con trai bảy dáng rồi giờ mới ra quân được mừng quá. Đi hả? Dạ. Ê, cởi áo cho nội. Nhưng mà áo này của con mà. Nội lạnh rồi, già rồi, phải ưu tiên cho nội chứ. Sao lúc đầu nội nói con đem heo của mình con đem mà. Cởi ra. Ôi, nội chơi kỳ quá à. Chơi kỳ gì, tao nội mình lạnh quá. À, tự nhiên có bạn bè nó ở đây lột quần lột áo nhỏ tội nghiệp nó. Thế đi. Nội là phải vậy chứ. Đúng ông nội chơi kiểu ông nội luôn á. Có việc. Thôi thôi thôi, ngồi chơi tiếp đi con. Vô con mà. Lo dọn dẹp đi, mới tới lo chơi rồi à. Trời ơi ba ơi, người ta đi du lịch đâu phải đi ở đợi đâu. Vô nhà tự nhiên dọn dẹp tùm lum. Không có nói nhiều. Mình ở là phải dọn dẹp. Trời ơi, vô chơi chút đi rồi làm mà. Vô. Vô. À, dạ, vô. Dẹp. Đi làm. Không nói nhiều. Trời đất ơi. Cáo gì quỷ gì bận dù nóng chết. Nóng lắm anh nội. Mệt. Quên nữa, thầy Phúc bệnh vậy rồi không biết có đi xuống đây nội để mở cửa cho mình không nữa. Trời. Trời đất ơi. Ai đâu mà đi mà để cửa néo như kỳ vậy trời. Thầy Phúc ơi,